những chiến công huyền thoại của Hercules. Hercules là một anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Anh là con trai của Zeus và một người phàm tên là Acmene. Thuở nhỏ, Hercules được Zeus lén đặt vào lòng nữ thần Hera để bú trậm sữa. Khi Hera phát hiện đã đẩy cậu ra rất xa, nhưng lúc này cậu đã bú gần no. Ở lúc Hera đẩy Hercules ra, sữa của nữ thần văng khắp bầu trời tạo thành sông Ngân Hà. Nhờ được uống sữa của Hera mà sau này cậu bé đã trở nên bất tử. Cũng từ chuyện này mà Zeus đặt tên cho cậu là Hercules, có nghĩa là vinh quang của Hera. Sau đó cậu được gửi đến cho nhân mã Chiron nuôi dưỡng. Ngay từ bé, Hercules đã bộc lộ sức mạnh phi thường. Cậu dần trở thành học trò xuất sắc nhất về võ nghệ lẫn tài năng bắn cung. Năm 18 tuổi, Hercules đã trở thành một chàng thanh niên khỏe mạnh, lực lưỡng và cao to. Chàng từ giả Chiron xuống núi, bắt đầu sự nghiệp giúp đỡ người dân. Chiến công đầu tiên của Hercules. Được tin ở vùng Chiteron có con sư tử to lớn và hung bạo, nó đã tàn sát rất nhiều người dân vô tội. Hercules đã tình nguyện đi diệt trừ con ác thú này. Anh chàng phải mất 50 ngày mới hạ được con sư tử bằng cách dùng chùy để giết nó. Ngoài ra, Hercules còn hỗ trợ quân thành Thebe chiến thắng quân xâm lược. Đó chính là hai chiến công lớn đầu tiên của Hercules. 12 kỳ công vĩ đại. Theo lời phán của thần Apollo tại ngôi đền Delphi, Hercules bị buộc phải làm nô lệ cho Eurytheus và thực hiện 12 nhiệm vụ kỳ quái do Eurytheus yêu cầu để chuộc lại lỗi lầm đã giết vợ con của mình. Kỳ công thứ nhất, giết con sư tử ở Nemea. Hercules được yêu cầu phải giết con sư tử ở Nemea. Đây là con sư tử có nguồn gốc siêu nhiên. Nói đúng hơn, nó là một con quái vật chứ không phải con sư tử bình thường. Da của nó không thể bị xuyên thủng bởi những ngọn giáo và những mũi tên. Hercules đã giết con sư tử bằng cách dùng đôi tay của mình bóp chết nó. Sau đó anh chàng dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của sư tử để lột da nó, dùng làm áo choàng và lấy đầu của nó để làm chiếc mũ. Kỳ công thứ hai, tiêu diệt con rắn Hydra. Hydra là một con rắn khổng lồ trong thần thoại, nó có 7 cái đầu. Một vị bản khác lại nói con quái thú này có đến 9 cái đầu. Mỗi khi có một cái đầu bị chặt đứt, thì ngay lập tức từ chỗ bị đứt sẽ mọc lên 2 cái đầu mới. Ngoài ra, hơi thở của nó thải ra một chất kịch độc có thể làm chết người. Ngay cái việc ngửi thấy mùi hôi thối của nó cũng đã đủ làm chết một người bình thường. Nhờ sự giúp sức của người cháu là Ilaos, khi Hercules vừa chặt đứt một cái đầu của con Hydra thì lập tức Ilaos đã có mặt và đốt cháy nơi cổ vừa bị đứt, khiến cho cái đầu không thể mọc lại được. Cứ thế Hercules chặt đứt cái đầu cuối cùng ở chính giữa, được cho là bắt tử và chôn sâu xuống đất. Sau đó Hercules dùng độc của con Hydra tẩm vào những mũi tên của mình. Nếu những mũi tên này bắn trúng người nào thì người đó sẽ chết ngay lập tức. Kỳ công thứ ba, bắt con nai ở núi Serinia. Kỳ công thứ ba là đi bắt con nai có đôi gạt bằng vàng ở núi Serinia. Con vật này chạy rất nhanh, là vật sở hữu của nữ thần săn bắt Artemis. Vì thế Hercules không dám làm nó bị thương. Chàng săn tìm nó ròng rã đúng một năm trời trước khi đuổi được nó chạy xuống bên bờ của sông Ladon ở Arcadia. Nhắm kỹ mục tiêu, Hercules phóng phi tiêu ngay giữa gân, làm cho nó gục xuống và chảy rất nhiều máu. Biết chuyện, thần Artemis vô cùng tức giận, nhưng Hercules đã khéo léo đổ trách nhiệm sang người ra lệnh cho chàng là Eurytheus. Sau đó Hercules xin được một cái gậy 7 màu. Kỳ công thứ tư, truy bắt con heo rừng ở núi Erymanthus. Ở nhiệm vụ này, Hercules được yêu cầu là phải bắt sống con heo rừng khổng lồ và hung ác. Sau khi xác định được vị trí của con heo rừng trên đỉnh Erymanthus, anh chàng tìm cách lùa nó vào trong một bãi tuyết và tóm chặt nó. Vác con heo rừng lên vai, Hercules mang nó về cho Eurytheus và chiến lợi phẩm trong nhiệm vụ này là một cây chùy được làm bằng sấm chớp. Kỳ công thứ 5, chuồng ngựa của Augas. Nhiệm vụ lần này là Hercules buộc phải làm sạch chuồng ngựa của Augas với số lượng phân ngựa dày đặc thải ra nhiều năm bao phủ toàn bộ Peloponnesus. Hercules đã rửa sạch các chuồng ngựa chỉ trong một ngày, thay vì dùng sẻng và miếng hút phân. Hercules làm thay đổi dòng chảy của hai con sông, làm nó cháy qua chuồng ngựa và công việc được hoàn tất mà không làm bẩn tay chàng. Chiến lợi phẩm trong kỳ công này là một con dao găm được làm bằng dung nham. Kỳ công thứ 6, tiêu diệt đàn ác điểu ở hồ Stymphali. Đây là loài chim ăn thịt người, chúng giết người bằng cách bắn vào họ những chiếc lông vũ bằng đồng. Hercules dùng nhạc cụ tạo ra tiếng ồn, khiến lũ chim hoảng sợ phải bay lên và bắn hạ chúng bằng những mũi tên của mình.
Sau đó có một con ác điểu 26 đầu, 4 tai và 3 cánh tên là Stymphali bất thình lình xiết cổ Hercules. Sau một thời gian giằng co và bị cướp hết mũi tên của mình, Hercules phóng con dao dung nham vào một cái đầu của nó. Ngay lập tức, cái đầu bị đứt của nó hiện ra một con người với 7 đầu, 1 chân và 5 tay. Hắn lao đến tấn công Hercules. Anh chàng dùng cây gậy của nữ thần Artemis đập một phát thì hắn đã chết. Chiến lợi phẩm trong trận chiến này là một cây giáo băng. Kỳ công thứ 7 thu phục con bò ở Red. Đây là con bò của thần Poseidon, có bản tính hung dữ. Nhiệm vụ của Hercules lần này là thu phục nó mang về thành Athens. Anh chàng phải dùng đến cây giáo băng của con ác điểu Stymphali để thu phục nó. Cuối cùng, vì quá sợ hãi nên con bò đã ngoan ngoãn đi theo Hercules. Kỳ công thứ 8, đàn ngựa của Diomedes. Sau khi mang con bò về thành Athens, Hercules nhận nhiệm vụ thứ 8 của mình là mang đàn ngựa cái của ông vua khổng lồ. Vấn đề lớn của anh chàng là đàn ngựa này được nuôi bằng thịt người. Ban đầu, Hercules không hề biết về sự quan dại của đàn ngựa. Chàng gửi người bạn thân Adros đến chuồng ngựa, trong khi mình đến gặp Diomedes. Sau khi phát hiện Adros bị chính lũ ngựa ăn thịt, Hercules vô cùng tức giận và ném luôn tên vua ác độc vào chuồng, chịu chung số phận. Ăn được nửa chừng thì chúng phát hiện đây là chủ của mình và đuổi theo Hercules. Bằng sức mạnh và trí thông minh, anh chàng đã lừa chúng lên tàu của Tigrin. Sau khi đưa chúng cho Eurytheus, Hercules thả chúng đi. Về sau, bầy ngựa đã bị con gái của ác điểu Stymphali ăn thịt trong một lần đi lạc. Kỳ công thứ 9, đai lưng của Hippolyte. Nhiệm vụ thứ 9 của Hercules là đoạt được chiếc thắt lưng của nữ hoàng tộc Amazon Hippolyte, vốn là con gái của thần chiến tranh Ares. Sự việc vốn rất thuận lợi khi nữ hoàng Hippolyte vì ngưỡng mộ những chiến công của Hercules nên sẵn lòng trao tặng cho người anh hùng chiếc thắt lưng của mình. Hercules đã mời nữ hoàng Amazon lên thuyền của mình dùng bữa. Thế nhưng, nữ thần Hera không để yên như vậy và cải trang thành một thành viên trong tộc Amazon, lan truyền thông tin rằng Hercules thật ra chỉ muốn bắt nữ hoàng của bọn họ đi. Tin lời, những nữ chiến binh đã cưỡi ngựa xông đến thuyền của Hercules khiêu chiến, khiến chàng hiểu lầm rằng Hippolyte chỉ đang lừa gạt mình chứ không thật lòng muốn trao tặng báu vật. Vì vậy chàng giết nàng rồi tước đoạt chiếc thắt lưng, đánh trả các chiến binh trước khi dông thuyền trở về. Kỳ công thứ 10, cướp lấy đàn bò đỏ của Gerson. Nhiệm vụ lần này thực sự khó nhằn vì đối thủ của Hercules là gã khổng lồ Gerson với 3 đầu, một con chó 2 đầu Oros và gã chăn bò Erison. Con chó săn 2 đầu Oros xông vào Hercules khi chàng đang đánh cắp đàn gia súc và vị anh hùng đã giết nó chỉ với một đòn bằng cây chùy bằng gỗ ô liu. Tên một đồng Erison đã chạy đến hỗ trợ cho Oros nhưng cũng bị Hercules hạ gục. Nghe báo động, Oros lập tức lao ra tấn công Hercules với 3 cái khiên, 3 ngọn giáo và 3 chiếc mũ sắt, nhưng lại bị giết với những mũi tên tẩm nọc độc của anh chàng. Sau khi hạ gục gã khổng lồ, Hercules đã mang đàn bò đỏ về cho Eurytheus. Kỳ công thứ 11, những quả táo vàng của Hesperides. Nhiệm vụ lần này là lấy quả táo vàng của Hesperides. Hesperides là tên gọi chung của 3 nàng tiên nữ trong coi vườn táo vàng của nữ thần Hera. Vườn táo nằm trong một khu rừng nhỏ được bao bọc xung quanh bởi tường thành cao và được canh giữ bởi con rồng Ladon. Trên đường thực hiện chiến công thứ 11, Hercules đi ngang qua núi Caucasus, nơi thần Prometheus bị trói và chịu sự trừng phạt bị đại bàng ăn gan mỗi ngày. Ở đây mình cũng xin nói thêm, sở dĩ Prometheus bị trừng phạt là vì đã ban tặng ngọn lửa cho loài người. Vừa đúng lúc con chim đến thực hiện công việc, chàng đã giết nó và giải phóng cho vị thần Titan có ơn với loài người. Để cảm tạ công lao của người anh hùng, thần Prometheus đã chỉ dẫn cho chàng đến nhờ vị thần chống trời Atlas lấy quả táo vàng hộ mình. Khi trở lại, Atlas nảy sinh ý định để Hercules thay ông ta chống trời vĩnh viễn. Nhưng anh chàng đã nhanh trí nói rằng mình đồng ý thế chỗ, nhưng cần ông nâng phụ một lát để chàng chỉnh sửa lại áo choàng sư tử cho đỡ đau vai. Atlas ngây thơ nghe theo, và thế là Hercules ung dung cầm chiến lợi phẩm trở về. Kỳ công thứ 12, bắt con chó Cerberus. Nhiệm vụ thứ 12 là bắt sống được Cerberus, con chó ngào 3 đầu canh giữ cổng địa ngục của thần Hades, nhưng không được sử dụng vũ khí. Tuy không cần đến vũ khí, nhưng nhờ có bộ áo bằng da của con sư tử Nemean, Hercules thoát được những chiếc răng nanh sắc nhọn của Cerberus. Chàng đã dùng sức mạnh của mình để bắt sống Cerberus một cách dễ dàng. Sau khi mang con chó về trình diện với Eurytheus, Hercules đã thả Cerberus về lại địa ngục, nhưng con chó đã tự tử vì căm giận Hercules.
Sau khi Hercules đã hoàn thành được 12 kỳ công, chàng còn lập nhiều kỳ công khác như tham gia vào đoàn 50 người anh hùng của tàu Argonaut đi đoạt lại bộ lông cừu vàng đánh hạ thành Troy. Đáng tiếc là chàng lại chết bởi chính những mũi tên tẩm độc của mình. Với vợ chàng, nàng Deianira, tưởng rằng chất độc đó là thứ bùa yêu giúp giữ chân chồng. Sau khi Hercules chết, thần Zeus cha chàng đã biến chàng thành bất tử theo thỏa thuận với nữ thần Hera. Hercules từ đó sống với các vị thần bất tử trên đỉnh núi Olympus. Chàng còn góp công rất lớn trong trận chiến của các vị thần với các Gigantos. Để trả ơn chàng cũng như hóa giải mối thù hận lâu năm, Hera đã gả con gái mình là nữ thần Hebe cho Hercules. Cảm ơn các bạn đã xem video của Chuyện Chưa Kể. Nếu thấy video này hay thì hãy cho mình một like và subscribe kênh để luôn là người cập nhật video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.